Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mô hình nuôi cá theo công nghệ sông trong ao tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học. Công an Hà Nam phát hiện hai cơ sở kinh doanh bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh biện pháp xử lý rác thải nông thôn. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương tổ chức hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Hiện nay, công ty cổ phần thủy sản Hưng Yên ở thôn Bình Trì, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên xây dựng 5 bể nuôi cá theo công nghệ sông trong ao. Qua thực tiễn cho thấy, mô hình trên có nhiều ưu điểm vượt trội so với cách nuôi thả cá truyền thống. Mỗi bể có diện tích 100m², sâu 2m, được thiết kế có đáy thảm bê tông cứng, máy tạo sóng, máy sụp khí, máy quạt nước, máy hút chất thải đáy. Các máy này hoạt động 24/24 giờ, tạo thành trục sông, có dòng chảy tuần hoàn, giúp cá trong bể hình thành thói quen vận động và bơi ngược dòng liên tục. Hệ thống cho cá ăn tự động. Máy hút thải cơ học sẽ thu gom và loại thải những chất thải sang một bể chứa khác, làm cho môi trường nước ao nuôi luôn giữ được trong sạch, đàn cá phát triển tốt, nâng cao được chất lượng thịt. So với ao nuôi truyền thống, mật độ nuôi cao hơn, nuôi được nhiều lứa trong năm nên sản lượng tăng gấp nhiều lần. Sau 6 tháng kể từ khi thả cá sống, sản lượng mỗi bể thu được từ 9 đến 10 tấn cá. Để làm tốt công tác phòng dịch thu đông, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã đồng loạt ra quân tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm trên phạm vi toàn huyện. Hiện nay, tổng đàn gia súc gia cầm của huyện Thanh Miện có trên 823.000 con, để công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao, sau khi tiếp nhận 85.000 liều vaccine các loại do Chi cục Thú y tỉnh hỗ trợ, trạm thú y huyện đã cấp phát cho các xã thị trấn để tiêm cho đàn gia súc gia cầm, trong đó có 65.000 liều vaccine dịch tả, tụ dấu của lợn, 1.000 liều vaccine tụ huyết trùng ở đàn châu bò và 1.000 liều vaccine phòng dại cho đàn chó. Ngoài nguồn vaccine do tỉnh hỗ trợ, huyện Thanh Miện còn tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi chủ động mua vaccine tiêm cho đàn vật nuôi của gia đình, đặc biệt là vaccine dịch tả cho đàn vịt và vaccine cúm gia cầm. Cùng với đó là thực hiện vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi để tiêu diệt mầm bệnh, nhắc nhở các hộ không xả trực tiếp chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra môi trường nhằm bảo vệ môi trường, hạn chế lây lan mầm bệnh. 8 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định ước đạt 3.591 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, đến nay toàn huyện Xuân Trường đã phát triển được trên 400 doanh nghiệp và hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh đa dạng ngành nghề như cơ khí, dệt may, chế biến gỗ, chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, tạo việc làm cho 29.000 lao động. 4 cụm công nghiệp tập trung của huyện đã thu hút được 55 dự án đầu tư thuộc nhiều ngành công nghiệp chủ lực như đóng mới và sửa chữa các phương tiện vận tải thủy, may công nghiệp, da giày. Các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện hoạt động ổn định với gần 1.600 cơ sở hộ cá thể tham gia sản xuất, thu hút hàng nghìn lao động địa phương tham gia với mức thu nhập bình quân từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng một người một tháng. Từ nay đến cuối năm 2018, huyện Xuân Trường phấn đấu thực hiện và hoàn thành vượt mức mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của toàn huyện đạt 4.007 tỷ đồng, giá trị hàng xuất khẩu quy đổi đạt 35 triệu đô la Mỹ. Dự án tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu La Tiến là công trình giao thông trọng điểm và là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh Thái Bình, hiện đang được chủ đầu tư và nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, điểm đầu của dự án tại nút giao giữa đường nối hai tỉnh Thái Bình Hà Nam và đường 452 thuộc địa phận huyện Hưng Hà, điểm cuối nối vào quốc lộ 38B thông qua đường 386 thuộc địa phận huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Dự án có tổng vốn đầu tư 680 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Khi hoàn thành sẽ tạo ra diện mạo hoàn chỉnh cho mạng lưới giao thông đường bộ, rút ngắn quãng đường từ Thái Bình đi các tỉnh phía Bắc, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Dự án có tổng chiều dài gần 8 km, trong đó cầu La Tiến dài 1 km, đường dẫn phía Thái Bình dài 5,6 km, đường dẫn phía Hưng Yên dài 1,2 km. Đến nay, mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành. Phía Thái Bình cũng đã bàn giao được 4 km mặt bằng phục vụ thi công. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thái Bình đã đôn đốc đơn vị thi công cầu La Tiến khẩn trương lắp đặt trạm điện, trạm trộn bê tông, bãi đúc cấu kiện,
thực hiện đúc trước các cấu kiện đúc sẵn như cống tròn, cống hộp, cọc bê tông cốt thép thường, đúc cọc bê tông cốt thép dự ứng lực. Hiện các nhà thầu đang tập trung lắp đặt các cống ngang đường, cống khẩu độ lớn, thi công nền đường. Phần cầu đã hoàn thành phần cọc khoan nhồi của một trụ, đang thi công cọc khoan nhồi mố và hai trụ dưới nước. Mặc dù mực nước sông Luộc hiện đang ở mức cao, khó khăn trong thi công, nhưng các đơn vị đang cố gắng khắc phục, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hưng Yên, vaccine 5-1 Quinvasem trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã hết. Tuy nhiên, người dân không nên lo ngại, có thể tiêm phòng cho trẻ loại vaccine dịch vụ hoặc chờ vaccine thay thế. Được biết, không chỉ ở Hưng Yên mà các tỉnh thành khác cũng đã hết loại vaccine 5-1 Quinvasem, thậm chí nhiều tỉnh hết từ 2 tháng trước. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh hiện cũng đang chờ nguồn vaccine thay thế vaccine Quinvasem 5-1 từ Bộ Y tế. Trong thời gian chờ đợi, các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi tiêm chủng nên đưa trẻ đến trạm y tế để uống vaccine ngừa bại liệt OPV theo lịch hàng tháng và lập danh sách trẻ khi có vaccine thay thế sẽ tiêm bù. Những trẻ nhỏ đang tiêm vaccine Quinvasem 5-1 mà hết vaccine có thể chờ đợi tiêm muộn hơn cũng không sao. Phụ huynh không nên quá lo ngại. Trẻ đã được tiêm một hoặc hai mũi vaccine Quinvasem 5-1 thì sẽ được tiếp tục tiêm vaccine thay thế liều tiếp theo và không phải tiêm lại từ đầu. Với việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào công tác khám chữa bệnh, những năm gần đây, ngành y tế tỉnh Nam Định đã từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt, bệnh viện tuyến tỉnh đã ứng dụng nhiều công nghệ kỹ thuật mới hiện đại, nâng tỷ lệ các ca điều trị thành công lên cao hơn. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, công tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên được duy trì thường xuyên, nên đã có nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật khó được thực hiện như kỹ thuật thay khớp háng, khớp gối, phẫu thuật u não, cột sống, tán sỏi laser. Đặc biệt, thời gian qua, phẫu thuật MASH được áp dụng đã đạt hiệu quả cao so với mổ thông thường, tạo thuận lợi cho người bệnh và nhân viên y tế. Cái mổ nội soi này, bệnh nhân thứ nhất là bệnh nhân đỡ đau, thứ hai là bệnh nhân đỡ mất máu. Vâng, thứ ba là cái phần chăm sóc của chúng em nó sẽ tiện hơn, bệnh nhân nhanh phục hồi hơn. Và về phần chi phí thì bệnh nhân sẽ đỡ tốn kém hơn. Nhưng mà riêng qua phương pháp này thì bệnh nhân ngày thứ hai, thứ ba là bệnh nhân đã dễ đi lại được rồi. Việc ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật công nghệ đang góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh tại cơ sở. Tuy nhiên, để sử dụng có hiệu quả các kỹ thuật cao, chuyên khoa sâu, đòi hỏi phải có sự đầu tư đồng bộ từ đội ngũ y bác sĩ đến cơ sở vật chất và trang thiết bị. Bởi vậy, trong thời gian tới, ngành y tế tỉnh Nam Định tiếp tục có chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng, trong đó cùng với việc tuyển dụng bác sĩ, chú trọng đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nhân viên y tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác khám chữa bệnh, đồng thời phát động hơn nữa phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn ngành, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Hội thi Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật về bảo vệ môi trường do Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức đã diễn ra sôi nổi hấp dẫn với sự tham gia của 4 đội thi của các huyện Hoa Lư, Yên Khánh, Kim Sơn và thành phố Tam Điệp. Nội dung thi xoay quanh những kiến thức pháp luật có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, những kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng tuyên truyền, phương pháp vận dụng các văn bản pháp luật, kiến thức xã hội trong quá trình công tác phong trào nông dân. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần cùng địa phương tích cực hành động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, mỹ quan, làng xóm. Qua đó đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, tăng cường nâng cao nhận thức và chuyển biến hành vi của cán bộ, hội viên nông dân về các hoạt động bảo vệ môi trường sống, môi trường sản xuất, tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Hà tổ chức meeting hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững tại xã Tân Việt. Tại lễ meeting, Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể và người dân tích cực tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom vận chuyển rác thải ở các tuyến đường trên địa bàn nông thôn, duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường ở gia đình, công sở, nơi công cộng, bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi ra xung quanh gây ô nhiễm môi trường, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương và ao hồ, tích cực trồng cây xanh, cây bóng mát, sử dụng tiết kiệm nguồn nhiên liệu, không đốt rác rơm rạ bừa bãi để góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường.
cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra môi trường tại các khu dân cư nông thôn, làng nghề, kịp thời phát hiện các yếu tố gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe người dân, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc về môi trường ở cộng đồng dân cư, nơi sản xuất, ngăn ngừa ngay tại nguồn những vấn đề ô nhiễm môi trường xảy ra. Nhân dịp này, Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Hải Dương đã trao tặng 20 bộ quần áo bảo hộ lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Razer Việt Nam trao tặng 5 xe chở rác, 20 thùng đựng rác cho xã Tân Việt. Xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tổ chức phát động trồng hoa cây cảnh trên tuyến đường điểm. Tuyến đường được chọn làm điểm để trồng hoa cây cảnh là tuyến đường 21A chạy qua trụ sở Ủy ban nhân xã đến thôn Vị Hạ, nơi có di tích lịch sử từ đường cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến. Hoa cây cảnh được bố trí trồng ở hai bên lề đường, mỗi lề rộng từ 0,7m trở lên. Xã đã phát động và giao cụ thể cho hội phụ nữ xã cùng với thầy và trò trường Trung học cơ sở Trung Lương chăm sóc bảo vệ với mục tiêu trồng cây nào sống cây đó, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Nhân dịp này, xã Trung Lương đã kiểm tra đối với các diện tích hoa cây cảnh đã trồng tại các thôn xóm, vận động nhân dân, các hội đoàn thể tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình tuyến đường hoa cây cảnh, giảm thiểu tình trạng xả rác thải bừa bãi ra môi trường, nhất là lề các tuyến đường. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh áp dụng kiến thức sách vở vào đời sống. Cách làm này đang được ngành giáo dục đào tạo huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình thực hiện để tạo cầu nối, đưa học sinh đến với khoa học theo hình thức vừa học vừa chơi. Mỗi năm, huyện Thái Thụy có trên 1.000 sản phẩm khoa học kỹ thuật, đồ dùng tự làm do các em học sinh nghiên cứu. Đa số dự án sáng tạo khoa học kỹ thuật của các em đều xuất phát từ sự quan sát các hiện tượng, vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Các thầy cô giáo thường xuyên lắng nghe ý tưởng của học sinh, có định hướng, chỉ dẫn hoặc cùng các em thực hiện ý tưởng, trong đó vận dụng lý thuyết của các môn học tại nhà trường. Như thế, nhiều sản phẩm do học sinh sáng chế đã thể hiện được tính mới, tính sáng tạo và có khả năng ứng dụng cao như máy quét rác bán tự động, máy tập thể dục đa năng, robot chạy theo lộ trình. Phong trào sáng chế các sản phẩm, phần mềm khoa học kỹ thuật của ngành giáo dục huyện Thái Thụy đã tạo điều kiện để học sinh phát huy tính tự chủ, sáng tạo. Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn. Đây cũng chính là mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học mà ngành giáo dục và đào tạo đang hướng tới. Phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường Trung học cơ sở Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục. Trường Trung học cơ sở Kim Chính đã được quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng tốt công tác giảng dạy học tập. Trong 2 năm 2017-2018 đã có 8 phòng học cao tầng, 11 phòng chức năng, khuôn viên, lán xe được xây mới. Hiện đội ngũ giáo viên đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 87% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên. Việc huy động học sinh tới trường được thực hiện hiệu quả, không có học sinh bỏ học, học sinh lưu ban. Nhà trường cũng đã triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống được tăng cường, việc ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng. Qua kiểm tra đánh giá, đoàn kiểm tra của tỉnh đã thống nhất trường Trung học cơ sở Kim Chính đạt 5 tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia theo thông tư 47/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, hiện đã bước vào năm học mới, số lượng học sinh tham gia giao thông tăng cao. Ngoài việc tăng cường tuyên truyền về luật an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương còn quan tâm trang bị những kỹ năng cần thiết giúp học sinh tham gia giao thông an toàn. Công tác tuyên truyền luật an toàn giao thông đã được triển khai hầu hết tại các trường học, thông qua các buổi học ngoài giờ, xen kẽ các tiết học về luật an toàn giao thông. Ngoài việc được truyền đạt các kiến thức về luật an toàn giao thông, các em học sinh còn được trang bị kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông. Nhiều em đã thấy được sự bổ ích của các tiết học như thế này. Buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em rút ra được rất nhiều kiến thức và bài học về luật an toàn giao thông, hiểu được rõ luật an toàn giao thông để từ đó tham gia giao thông một cách an toàn nhất. Và em cũng mong các bạn sẽ chấp hành đúng luật an toàn giao thông từ những việc nhỏ nhặt nhất như đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để bảo vệ tốt tính mạng của mình thì mới có thể thực hiện được ước mơ mà mình đang nuôi dưỡng. Ngoài cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông thì chúng tôi đặc biệt chú trọng đến kỹ năng tham gia giao thông, hướng dẫn cụ thể các cháu đi khi tham gia giao thông, đi như thế nào cho đúng, đi như thế nào thì có thể xảy ra tai nạn, khi gặp sự cố tai nạn giao thông xảy ra thì phải thực hiện những việc gì, phải biết hỗ trợ người bị nạn, phải biết báo cho cơ quan công an để đến kịp thời đến để giải quyết
Việc tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông đến với học sinh các trường trong giai đoạn này là vô cùng cần thiết, đặc biệt là việc trang bị các kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông. Có vậy mới nâng cao ý thức chấp hành tốt luật giao thông cho các em, từ đó giúp các em tham gia giao thông một cách an toàn, đúng cách, tránh những rủi ro đáng tiếc do tai nạn giao thông. Sau hơn 5 tháng khẩn trương thi công, đến nay nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã hoàn thành phần lớn khối lượng xây dựng. Hiện đơn vị thi công đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng, đảm bảo cho lễ khánh thành diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện được xây dựng liền kề với khu đền thờ các anh hùng liệt sĩ và di tích lịch sử văn hóa tỉnh Hà Nam tại phường Lam Hạ. Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu nhà kiến trúc dân gian Bắc Bộ, gồm 5 gian do Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học và Công nghệ Việt Nam thiết kế. Đến nay, các hạng mục nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện đã được hoàn tất. Đơn vị thi công tiến hành chỉnh trang một số việc còn lại để chuẩn bị cho lễ khánh thành, như chăm sóc cây xanh, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên. Trong quá trình xây dựng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Phủ Lý thường xuyên tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế và yêu cầu tiến độ phục vụ lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện. Bánh kẹo không có nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm bẩn và đồ chơi bạo lực trẻ em là 3 mặt hàng được Quản lý Thị trường tỉnh Thái Bình phát hiện và xử lý nhiều nhất trong đợt tuần tra kiểm soát cao điểm vừa qua. Qua kiểm tra kiểm soát, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và thu giữ hơn 200 gói kẹo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, 350 đồ chơi trẻ em kích động bạo lực và buộc tiêu hủy gần 260 kg thực phẩm ôi thiêu biến đổi màu sắc. Ngoài ra, quản lý thị trường tỉnh còn tiến hành kiểm tra hơn 450 đơn vị, phát hiện 130 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 130 triệu đồng. Trong dịp Tết Trung thu, các mặt hàng liên quan đến bánh kẹo, thực phẩm tươi sống có lượng tiêu thụ lớn trên thị trường. Bởi vậy, đây là thời điểm các loại hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, nhái thương hiệu được trà trộn tuần vào thị trường, ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy, quản lý thị trường tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh bánh trung thu, nhất là việc sử dụng nguyên liệu phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến bánh trung thu, các điều kiện sản xuất kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ bánh kẹo. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Đoàn Kiểm tra Liên ngành số 2 về Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Hà Nam vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh bánh trung thu không đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong buổi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng kinh doanh của chị Đinh Phương Thúy ở xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm có 39 gói bánh trung thu không ghi địa chỉ, nơi sản xuất và hạn sử dụng. Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ số bánh trung thu trên do cơ sở của chị Nguyễn Thị Hiền ở tổ 1, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý sản xuất và phân phối. Tiếp tục kiểm tra cơ sở của chị Hiền, lực lượng chức năng phát hiện hơn 100 hộp bánh trung thu thành phẩm đã đóng gói, trên bao bì không ghi cơ sở, địa chỉ sản xuất, hạn sử dụng và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với 2 cơ sở sản xuất kinh doanh trên. Ô nhiễm môi trường ở vùng nông thôn từ chất thải, rác thải trong sinh hoạt chăn nuôi là vấn đề tồn tại nhiều năm qua tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Xác định được những thực trạng đang tồn tại, thời gian qua, huyện Yên Phong đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm rác thải nông thôn trên địa bàn. Hiện nay, bình quân mỗi ngày toàn huyện Yên Phong phát sinh khoảng 130-150 tấn rác thải sinh hoạt. Do chưa có nhà máy xử lý, nên lượng rác thải sinh hoạt đang được lưu tạm thời tại 63 điểm tập kết của các thôn xóm. Mặc dù được xử lý sơ bộ, nhưng do thời gian kéo dài, rác thải sinh hoạt tồn đọng nhiều, nên nhiều điểm tập kết đang trong tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Để giải quyết vấn đề cấp bách về môi trường, huyện Yên Phong đã ban hành chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các địa phương trong việc xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết rác của các thôn bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2018. Đồng thời, các ngành chức năng thường xuyên phối hợp với các địa phương cho công tác kiểm tra xử lý tình trạng đổ rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường trên các trục đường chính, ven đê, kênh mương sau 2 tháng triển khai thực hiện. Hiện tình trạng ô nhiễm môi trường từng bước được khắc phục. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.